Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết bài tập về việc chọn nhiều giá trị trong dialog Rackman. Và ở đây tôi đã tạo mới một project có tên là Exercise Rackman. Hiện tại thì tôi có Main Activity, tôi có Dialog Rackman. Về việc tạo ra Dialog Rackman, nó cũng tương tự như là phần Dialog Rackman mà chúng ta đã được học. Tôi sẽ thử thực thi lại các mã nguồn mà chúng ta hiện có cho các bạn thấy. Tôi quay lại máy ảo của chúng ta. Tôi có một test view và tôi có một button. Khi click vào button này thì dialog fragment của chúng ta sẽ hiển thị. Tôi có thể chọn nhiều các giá trị. Tôi nhấn Z thì nó chưa thực hiện công việc gì cả. Như vậy hiện tại thì tôi chỉ mới tạo ra được một dialog fragment cho phép người dùng họ chọn nhiều giá trị. Đồng thời, dialog fragment này chúng ta có hai button, button No và button Z. Thì rõ ràng với những nội dung này, các bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện lấy. Tôi sẽ đi qua lại về các mã nguồn cho bạn nào không nhớ thì chúng ta có thể biết được chức năng và các mã nguồn mà tôi đã code. Đầu tiên, ở Main Activity. Ở đây, tôi thiết lập tập tin layout Activity Main. Tập tin layout này tôi có một test view và một button. Test view nó sẽ nằm ở đây, chứa danh sách các khóa học. Còn button nó nằm ở đây. Khi click vào nó thì dialog fragment được hiển thị. Như vậy, button được click vào, phương thức open dialog cua được gọi. Và khi phương thức này được gọi, ở đây, tôi chỉ tạo ra một đối tượng dialog fragment và tôi gọi đến phương thức show để hiển thị nó lên. Như vậy, dialog fragment của tôi có gì? Ở đây, tôi định nghĩa phương thức onCreate dialog tạo ra một đối tượng builder, thiết lập phần tiêu đề, thiết lập nhiều lựa chọn và danh sách các phần tử của tôi nằm trong mảng cua. Không có gì phức tạp cả. Tiếp tục quay lại dialog fragment thì tôi cũng thiết lập luôn cho hai bút tông Z và bút tông No. Cuối cùng thì tôi trả về đối tượng dialog. Như vậy đây là những nội dung mà chúng ta đã được học rồi. Công việc của chúng ta lúc này, tôi quay lại máy ảo. Lúc này nếu như tôi chọn Android, tôi chọn Java, tôi nhấn Z thì ở đây phải hiển thị đó là Android và Java. Và như vậy có sự can thiệp và trao đổi qua lại giữa Rackman và Activity. Do đó chúng ta tiến hành tạo mới một Java lát. Nó nằm trong mLát. Và lúc này tôi cũng tạo ra một interface. Tiếp tục, kiểu của nó là kiểu interface. Trong interface này chúng ta cần khai báo những phương thức gì? Thì rõ ràng ở đây, khi tôi mở phần dialog của chúng ta lên, có hai hành động mà chúng ta thường thao tác. Đó là hành động No và một hành động nữa là người dùng họ chọn vào button Z. Do đó, ở Communicator, tôi cũng định nghĩa hai phương thức. Kiểu của nó cũng là public void. Và khi người dùng họ chọn OK, tôi chưa xác định được tôi truyền vào các tham số gì. Tiếp tục, khi người dùng họ chọn vào cancel. Như vậy, khi người dùng họ chọn vào OK, khi họ chọn vào button Z, thì phương thức onOK được gọi. Và phương thức này chúng ta thấy chúng ta phải nhận được các phần tử mà họ đã chọn. Ví dụ ở đây, họ chọn Android, họ chọn iOS, thì chúng ta phải nhận được các giá trị đó. Và để có các giá trị này, tôi sẽ lưu trữ nó trong một ArrayList. Như vậy, tôi sẽ quay lại Dialog Fragment. Bây giờ, tôi sẽ đi lên phía trên, ở phần khai báo. Tôi sẽ tạo ra ở đây một ArrayList. Và ArrayList của chúng ta chủ yếu là chứa các chỉ số. Tôi ví dụ cho các bạn thấy. Ở đây, nếu như họ chọn Android, thì ArrayList của chúng ta phải có chỉ số 0. Tương tự như vậy, họ chọn Android, iOS, thì ArrayList của chúng ta phải chứa chỉ số của Android là 0, chỉ số của iOS là 2. Do đó, generate của ArrayList này sẽ thuộc về kiểu integer. Tiếp tục, tôi sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ, item selected. Và khi mới vào, tôi gán nó bằng null. Như vậy, các bạn thấy không có gì phức tạp.
Tiếp tục, khi mà người dùng họ chọn vào một phần tử ở đây, ví dụ họ chọn vào Android, chúng ta phải bắt được khi người dùng họ chọn vào đây và chúng ta kiểm tra xem nếu như nó được check thì chúng ta mới thêm vào item selected. Còn nếu như nó đã check rồi mà nó nhấn đi một lần nữa đồng nghĩa với không chọn iOS thì chúng ta phải tiến hành xóa những phần tử mà chúng ta vừa không check ra khỏi item selected. Cụ thể chúng ta thực hiện như thế này. Khi phương thức onList được gọi, chúng ta có một biến là eCheck và chúng ta sẽ dựa vào biến này. Nếu eCheck mà nó bằng true, có nghĩa rằng người dùng họ vừa chọn vào khóa học đó. Còn trong trường hợp ngược lại, ở đây eCheck sẽ bằng false. Như vậy, trong trường hợp bằng true, tôi sẽ ví dụ để các bạn dễ nhìn. Ở đây tôi có item selected, tôi gắn nó ở đây. Rồi, các phần tử của tôi quay lại đây, tôi copy cho nó nhanh. Tôi copy, đóng tập tin này lại. Quay lại dialog admin, tôi bắt nó vào đây. Như vậy, không sẽ là Android. Bởi vì chúng ta đang nói về chỉ số 1 là Java, iOS sẽ là 2 và PSP sẽ là 3. Tôi xóa đi các phần miêu tả ở phía sau, các giá trị item này, chúng ta xóa nó đi. Tương tự iOS, tương tự PSP. Như vậy, item selected của chúng ta sẽ chứa các chỉ số như thế này. Ví dụ như tôi chọn Android, tôi chọn Java. Tiếp tục, nếu như tôi chọn Android và tôi chọn Java thì item selected của tôi sẽ bằng Android là 0 và Java các bạn thấy là 1. Như vậy item selected sẽ chứa 0,1. Và nếu như họ chọn Android, Java, PSP thì item selected của chúng ta sẽ có Android là 0, Java là 1 và PSP là 3. Như vậy nếu như quay lại trường hợp này, eCheck bằng true thì chúng ta phải thêm nó vào cho item selected. Và trước khi thêm, nếu như bạn nào kỹ, các bạn cũng có thể kiểm tra. Nếu như item selected, tôi gọi đến phương thức content, và nếu như nó chứa width và nó bằng false. Tại sao nó bằng false? Bằng false nghĩa là nó chưa có chứa phần tử width thì tôi mới thêm nó vào cho item selected. Add và truyền vào đây giá trị width. Như vậy chúng ta sẽ thử xem lại đoạn mã lệnh này với mục đích là gì. Tôi có item selected hiện tại là Android và Java 0 và 1. Sau đó tôi chọn PSP. Thì khi chọn PSP các bạn thấy chúng ta chỉ thêm vào PSP mà thôi, chứ chúng ta không thêm tiếp 0 và 1, bởi vì 0 và 1 nó đã tồn tại rồi. Như vậy thì chúng ta trước khi thêm vào chúng ta cũng cần kiểm tra, nếu như nó chưa tồn tại thì chúng ta mới thêm. Như vậy thì các bạn đã hiểu được nội dung này. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu như đã có Android, đã có Java, đã có PSP mà người dùng họ bỏ đi PSP thì rõ ràng chúng ta phải xóa đi con số 3 này. Và để xóa, chúng ta thực hiện khá đơn giản như thế này. Item selected, chúng ta gọi đến phương thức remove. Và các bạn lưu ý ở phương thức remove này, đối với trường hợp của chúng ta, nếu như chúng ta không để ý thì sẽ rất dễ xảy ra vấn đề sai sót. Bởi vì nó truyền vào đây một index. Nếu như các bạn gọi như thế này, các bạn truyền vào width thì điều gì sẽ xảy ra? Ví dụ như tôi sẽ có Android đang được chọn, Java đang được chọn, iOS không được chọn, PSP được chọn, thì item selected của tôi sẽ chứa giá trị gì? Ở đây chúng ta thấy nó sẽ chứa là 0, 1 và 3. Rõ ràng 0 thì nó tương ứng với chỉ số 0,
Tiếp tục, 1 cũng là 1. Bởi vì chúng ta biết các phần tử trong array list có các chỉ số là 0, 1, 2, vân vân. Và ở đây 3 sẽ có chỉ số là 2. Nếu như người dùng họ không chọn PSP thì PSP có chỉ số là 3 mà chúng ta đưa vào đây 3 thì nó sẽ tìm kiếm ở đây là 0, ở đây là 1, ở đây là 2 và rõ ràng không có chỉ số 3 để nó xóa. Như vậy chúng ta không gọi phương thức remove như thế này. Mà trước khi chúng ta gọi remove, chúng ta phải dựa vào with. Có nghĩa rằng chúng ta dựa vào 0, 1, 3 để chúng ta biết chỉ số của nó là gì. 3 ở đây chỉ số là 2, do đó remove phải truyền vào 2. Như vậy trước khi gọi phương thức remove thì chúng ta phải xác định được chỉ số của nó. Tôi sẽ tìm như thế này. Position. Rồi, nó sẽ bằng item selected. Tôi mới tìm kiếm. Và chúng ta có phương thức là index up, truyền vào đây with. Như vậy, nếu như tôi xóa PSP, nó là 3, tôi quay lại item selected, 3 chỉ số là 2, thì tôi có position là 2. Sau khi có position rồi, tôi mới tiến hành xóa nó. Tôi gọi đến phương thức remove và truyền vào đây position. Như vậy các bạn hãy để ý phương thức remove. Nếu như chúng ta không thực hiện kỹ ở phương thức remove sẽ xảy ra vấn đề sai sót và chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Ở đây còn một trường hợp nữa, nó cũng tương tự như trường hợp kiểm tra ở phía trên. Thay vì chúng ta kiểm tra nó chưa tồn tại thì chúng ta thêm. Ở phía dưới này thì chúng ta ngược lại. Nếu như nó tồn tại thì chúng ta mới xóa. Do đó tôi sẽ ghi như thế này. Nếu. Rồi. Tôi copy toàn bộ nội dung này, tôi đem xuống đây. Tiếp tục, nếu như nó bằng true, chứng tỏ rằng nó tồn tại. Và khi nó tồn tại thì tôi mới tìm position và sau đó tôi mới xóa. Kiểm tra lại xem. Như vậy không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, item selected đầu tiên tôi gắn bằng null, tôi chưa cấp phát vùng nhớ gì cho nó cả. Như vậy sẽ xảy ra vấn đề sai sót. Do đó chúng ta nên tiến hành cấp phát vùng nhớ cho nó. Tôi sẽ tạo ra ở đây phương thức khởi tạo public dialog_ratman. Ở đây phải là dialog_ratman core. Rồi. Khi vào phương thức khởi tạo thì did chúng ta gọi đến item selected bằng new ArrayList. Generate của nó sẽ là integer. Chúng ta nên cấp phát vùng nhớ như thế này. Rồi. Như vậy thì cứ mỗi lần click vào thì item selected của chúng ta sẽ lưu trữ được các phần tử được chọn. Ví dụ như Tôi click vào. Bây giờ khi tôi click vào thì tôi in ra luôn để xem item selected của chúng ta nó có những giá trị gì. Như vậy, ở đây tôi tiến hành in ra sort get activity tham số thứ hai item selected to gene. Rồi, tôi thực hiện lại và các bạn hãy thử xem. Quay lại máy ảo của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ thử chọn vào button. Tôi click vào button này. Tiếp tục Android thì tôi in ra được item selected của chúng ta chỉ chứa phần tử 0. Java thì item của chúng ta chứa 01 chính xác. PSP 013 chính xác. Tôi click vào đây để tôi tắt PSP thì item selected của chúng ta chỉ còn 0 và 1 và hoàn toàn chính xác. Như vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi click vào giá trị Z? Khi tôi click vào Z thì những phần tử được chọn phải được gửi về activity và từ những phần tử được chọn đó chúng ta sẽ in ra ở đây tên của các khóa học. Như vậy chúng ta xem lại. Khi mà chúng ta click vào button Z thì tôi sẽ tạo ra một communicator. Và tôi gọi đến phương thức onOK. Và phương thức này sẽ nhận vào các phần tử được chọn. Như vậy, generate của nó cũng là integer. Tôi cũng để ở đây sẽ là item selected. Sau đó, tôi quay lại dialog. Rồi, tôi cũng tạo ra một biến toàn cục.
Communicator. Tiếp tục tạo ra đối tượng và nó sẽ bằng. Tiếp tục chúng ta vào phương thức này onAttack để chúng ta gán cho Communicator. Nó bằng với Activity, ép kiểu dữ liệu cho nó. Rồi, Communicator, tôi gọi nó khi mà người dùng họ click vào Yes. Tôi sẽ gọi đến phương thức là onOK, truyền vào danh sách các phần tử được chọn chính là item selected. Sau đó tôi quay lại main activity. Tôi tiến hành implement communicator. Nó yêu cầu chúng ta override lại hai phương thức này, chúng ta cứ việc override. Trong onOK, tôi in ra danh sách các phần tử được chọn. Sort, get application content và item selected chấm toolchain. Quay lại đây. Ở đây tôi không cần sort nữa. Như vậy, sau khi chúng ta đã chọn hết các phần tử rồi, chúng ta click vào button Z thì nó sẽ trả về cho main activity những phần tử được chọn và tôi in ra những phần tử được chọn đó. Tôi thực thi lại. Rồi chúng ta quay lại máy ảo và chúng ta kiểm tra. Mở lên danh sách các khóa học Android, Java, iOS. Như vậy khi tôi nhấn Z thì tôi sẽ in ra được các chỉ số là 0, 1, 2. Tôi nhấn Z thì rõ ràng tôi đã in ra được 0, 1 và 2. Trong video sau thì từ các giá trị 0, 1, 2 chúng ta phải đổ dữ liệu vào ở bên trong. Cụ thể hơn, nếu như Android, Java, iOS tôi nhấn Z thì ở đây vẫn phải hiển thị tên của các khóa học mà chúng ta vừa chọn Android, Java và iOS.